Đó là rất chặt chẽ. Đầu tiên là suy thoái về công việc dài, và thứ hai là những công việc chúng ta phải làm để giải quyết hậu quả của việc này, đó là hồi sức sơ sinh. Như vậy suy thoái trong việc dài là gì? Các bạn lưu ý rằng ở trong phạm vi chúng ta nghiên cứu hôm nay thì chúng ta chỉ giới hạn ở trong suy thai trong chuyển dạng thôi, đúng không? Suy thai có hai phần các bạn, hai cái nhóm các bạn thì đúng hơn. Một là suy thai trong chuyển dạng, trước đây người ta được gọi là suy thai cấp, và thứ hai là suy thai từ khi thai trong tử cung, trước đây gọi là suy thai mãn, bây giờ gọi là thai chậm phát triển trong tử cung, đúng không? Hôm nay chúng ta chỉ nói về suy thai trong chuyển dạng thôi. Suy thai trong chuyển dạng xảy ra nhiều hơn nhá, với một cái tần số cao hơn, hay gặp hơn thế này, hậu quả cũng nghiêm trọng hơn và để lại nhiều cái di chứng cho đứa bé hơn so với thai chậm phát triển trong tử cung. Tuy vậy thì nếu phát hiện kịp thời, việc xử trí suy thai trong chuyển dạng sẽ mang lại những cái giá trị tốt hơn, những cái tiên lượng tốt hơn rất nhiều với thai chậm phát triển trong tử cung. Bởi thế thì suy thai trong chuyển dạng, xưa gọi là suy thai cấp, là mục tiêu quan trọng hơn mà chúng ta cần nghiên cứu trong sản khoa thông thường. Mục tiêu học tập rất là dễ, mô tả được triệu chứng của suy thai cấp trong chuyển dạng trên lâm sàng và monitoring nhé. Thứ hai là nêu được cách xử trí suy thai cấp trong chuyển dạng. Xử trí như nào nhỉ? Chưa học là biết làm gì? Ừ, đúng rồi, mổ đấy, thường là như thế. Chứ họ biết suy thai là gì? Suy thai, đúng không? Suy tim, suy gan, vân vân, đúng không? Là tình trạng giảm chức năng hoạt động của cơ quan bộ phận đó, đúng không? Cái thai thì không phải là một cơ quan bộ phận mà nó chính là một cơ thể. Bởi vậy, suy thai có nghĩa là thai nhi bị giảm toàn bộ chức năng cơ thể của nó do cái gì? Do hiện tượng thiếu oxy trong máu của nó, đúng không? Rồi dẫn đến thiếu oxy tổ chức nhá. Chúng ta thêm một từ là suy thai còn ở trong tử cung, thực ra cái từ này không cần thiết, nghe nó hơi vướng mẩn, đúng không? Bởi vì thai tức là gì? Là thai ở trong tử cung rồi, đúng không ạ? Đẻ ra ngoài chảy ra sinh rồi, nhưng mà vì người ta biết thế thì mình vẫn phải đưa vào để cho nó đúng cái định nghĩa, đúng không? Thực ra là suy thai không cần thiết từ này. Suy thai cấp xảy ra trong quá trình chuyển dạng, suy thai mãn trong quá trình mang thai và trầm trọng hơn khi chuyển dạng, đúng không ạ? Đây là định nghĩa cũ, đúng không? Suy thai cấp bây giờ chúng ta gọi là suy thai cấp trong chuyển dạng, đúng không nhỉ? Và suy thai mãn gọi là thai chậm phát triển trong tử cung. Tuy nhiên từ một cái thai chậm phát triển trong tử cung đến lúc đẻ khi bị chuyển dạng thì nó lại đi tiếp suy thai cấp trong chuyển dạng, như vậy thì càng nặng hơn, càng nguy hiểm hơn, đúng không? Tóm lại, đây là một quá trình gây thiếu oxy trong máu của thai nhi trong chuyển dạng thì gọi là suy thai cấp trong chuyển dạng nhé. Gây hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe, tăng tỷ lệ chuyển dạng, tăng tỷ lệ chất chu sinh, ảnh hưởng đến phát triển thể chất và tâm thần vận động của đứa bé, đúng không? Chúng ta biết rằng khi đứa bé bị suy thai thì thiếu oxy thì toàn bộ cơ thể nó thiếu oxy, cái não nó cũng thiếu oxy, và nếu nó thời gian hồi phục của nó, chúng ta để một cái thời gian nhất định chúng ta đưa đứa bé ra kịp thời cung cấp đủ oxy, nó sẽ hồi phục lại. Đúng không? Nhưng nếu như để quá cái mức giới hạn đó thì các tế bào nó sẽ chết đi, tế bào não chết đi và không hồi phục nữa. Chúng ta biết rằng đứa bé sơ sinh mà chúng mình thì nó đứa bé sơ sinh có nhiều tế bào não, chúng ta tế bào não chỉ có chết đi thôi, không bao giờ phục hồi được, đúng không? Đứa bé chết đi tí nào thì đứa bé sẽ bị ảnh hưởng tí ấy, đúng không nhỉ? Như vậy cho nên ảnh hưởng đến sức khỏe, tăng tỷ lệ bệnh tật chết sơ sinh nhá, ảnh hưởng đến phát triển thể chất và tâm thần vận động. Tại sao nó lại tăng tỷ lệ bệnh tật và chất chu sinh? Thì khi đứa bé bị suy thai như vậy, ảnh hưởng đến toàn bộ các cơ quan bộ phận trong cơ thể đó nhá. Không tim gan của thận đều bị ảnh hưởng, nó có thể gây ra suy thận, nó có thể gây ra suy gan, nó có thể gây suy thở nhá, làm cho phổi của đứa bé bị xuất huyết, bị ứ dịch vân vân qua các phòng xoắn bệnh lý của nó, và làm tăng cái tỷ lệ bệnh tật, tăng khả năng nhiễm trùng. Về sinh lý mạnh, như vậy khi một cái cơ thể của cái thai trong tử cung nó bị thiếu oxy thì sẽ xảy ra câu chuyện gì, đúng không? Cũng giống như chúng ta thôi, khi chúng ta bị thiếu oxy sẽ xảy ra hiện tượng là co mạch và trung tâm hóa tuần hoàn. Tuy nhiên hiện tượng này xảy ra ở thai mạnh mẽ hơn so với người lớn nhớ. Co mạch và trung tâm hóa tuần hoàn có nghĩa là gì?
dồn máu về, dồn máu từ các cơ quan mạch đi như là tay chân, như là da, đúng không nhỉ, như là thân nhé, về nuôi dưỡng các cơ quan quan trọng như não, như tim, gọi là tượng trung tâm hóa tuần hoàn, để trung tâm tuần hoàn phải co mạch đi, đúng nhỉ. Đó là hiện tượng đầu tiên. Thứ hai là thay đổi nhịp tim thai. Nhịp tim thai cần phải tăng lên. Bình thường thì cung cấp máu của thai nhi là 100-200 ml/1 kg một phút. Nhịp tim thai tăng lên để làm gì? Tăng lên để tung cung lượng tim, lấy số lượng bù cho chất lượng, đúng nhỉ? Oxy đang thiếu, trong máu đang thiếu oxy thì cung cấp thật nhiều máu, hy vọng rằng sẽ đủ lượng oxy cần thiết cho các cơ quan. Thứ hai, tăng mạch, nhịp mạch để có máu mạnh hơn để kháng được hiện tượng này, đúng nhỉ? Để tăng kháng được hiện tượng co mạch để đưa máu đến các cơ quan của bạn. Co mạch trung tâm tuần hoàn nhưng không có nghĩa là không đưa máu đến các cơ quan của người khác, đúng không? Tập trung máu cho các cơ quan quan trọng, nhưng các cơ quan khác thì vẫn được nuôi ở mức độ nhất định, tăng lượng tim để cung cấp oxy. Cơ tim tăng như vậy có tăng mãi được không? Không tăng mãi được, mà tăng đến một lúc nào đó thì cơ tim sẽ mệt mỏi, vì bản thân cơ tim được mặc dù được ưu tiên, nhưng nếu tăng cường hoạt động cũng sẽ đến một lúc nào đó nó sẽ mệt mỏi. Lúc này cơ tim sẽ sao? Tim sẽ làm sao? Mệt rồi thì nó sẽ làm sao? Mệt rồi thì tim sẽ giảm, đúng không? Như vậy chúng ta thấy quá trình chúng ta sẽ trải qua như bạn. Một là giai đầu tiên là tim thai nhanh tăng, hai là tim thai chậm giảm, đúng không? Sự thay đổi chuyển hóa trong cơ thể, đứa bé sẽ có hiện tượng toan hô hấp, đúng không? Thực ra thì hô hấp của cái thai nhi ở trong bụng thì không phải qua phổi mà là qua gì? Qua sau, qua chuyển hóa giữa máu mẹ và máu con. Toan hô hấp có nghĩa là áp lực của cái gì tăng và cái gì giảm. Áp lực diêm phần của CO2 tăng lên, còn áp lực diêm phần của oxy thì giảm. Nồng độ máu oxy trong cơ thể của đứa bé là sao? Giảm. Đấy gọi là toan hô hấp. Toan hô hấp như vậy thì sẽ dẫn đến toan chuyển hóa, đúng không? Do các cơ quan bộ phận, các tế bào thiếu oxy, nó sẽ chuyển hóa trong tình trạng thiếu khí và sản sinh ra acid lactic làm cho pH toan hô hấp thì pH máu chưa có giảm, đúng không? Nhưng toan chuyển hóa thì tiết ra acid lactic. Vì vậy pH máu giảm dần xuống, và khi pH máu dưới 7,20, đây là cái giới hạn cực kỳ nghiêm trọng của thai nhi, và thai nhi rất dễ chết khi pH giảm dưới 7,20 nhé. Như vậy một vài cái hiện tượng sinh lý khi thai nhi bị thiếu oxy nó sẽ hiện như vậy. Đầu tiên là có mạch trung tâm hóa tuần hoàn. Thứ hai là tăng cường hoạt động của tim và tuần hoàn để cấp máu đến các cơ quan bộ phận trong cơ thể, đúng không? Thứ ba là từ chuyển hóa tiếng tăng toan hô hấp do tăng nồng độ diêm phần CO2 giảm nồng độ diêm phần oxy dẫn đến chuyển hóa yếm khí toan chuyển hóa do tăng lượng acid lactic trong máu. Đấy là ba cái biến đổi sinh lý cơ bản nhất của suy thai nhé. Một số yếu tố là hậu quả, đó là hiện tượng thải phân su. Thải phân su chúng ta thường thấy là một trong những triệu chứng để chẩn đoán suy thai, đó là nước ối có màu xanh bẩn. Xanh bẩn đấy là gì? Đấy chính là phân su, đúng không ạ? Hậu quả của hiện tượng thiếu oxy sẽ dẫn đến hai hiện tượng. Thứ nhất là tăng nhu động ruột, ruột của thai nhi tăng cường có bóp mạnh lên. Thứ hai là giãn cơ vòng hormone, đúng không? Và làm cho phân su giải phóng từ trong đại tràng vào trong nước ối, chúng ta sẽ nhận tiếp được cái màu sắc phân su. Đây là hậu quả. Đối với trẻ sơ sinh hậu quả nó như thế nào, đúng không? Trẻ sơ sinh dễ bị tổn thương não, phù nề và xuất huyết do thiếu oxy nhá. Não đứa bé bị phù nề và có thể xuất huyết não, xuất huyết mảng não do thiếu oxy. Suy gan, suy thận, vàng da, đúng không? Cái này giống như là cơ chế của một người bị nhiễm sao, người lớn bị nhiễm sao. Nhiễm sao nhỉ? Người lớn thì có cái hiện tượng thiếu oxy như này không? Thiếu oxy cấp này không? Có hay xảy ra hiện tượng thiếu oxy cấp như này người lớn không? Có. Có. Có không? Có.
nhân gì? Do nguyên nhân gì? Thường thì do trong các trường hợp sốc. Các bạn thấy không nhỉ? Sốc có nhiều nguyên nhân. Sốc tim, sốc con làm vô lượng tuần hoàn, sốc có nhiễm độc khuẩn. Đây là những trường hợp gì? Những người lớn chúng ta bị sao? Người bệnh bị sao? Vì thiếu oxy tổ chức cấp tim giống như cái thai của cung. Nguyên nhân thì nó khác, đúng nhỉ? Rồi rối loạn chức năng đông máu. Tại sao rối chức năng máu? Vì suy gan, rồi tiếp rửa hoại tử. Vì sao? Vì thiếu máu qua mạch ở thành ruột dẫn đến viêm ruột hoại tử, đúng không? Những bệnh này có nguy hiểm không? Quá nguy hiểm với trẻ sơ sinh, đúng không? Và rất dễ đưa nó đến tử vong. Như vậy chúng ta sẽ thấy các nguyên nhân của suy thai là gì? Suy thai cấp trong tình trạng là gì? Nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân về phía mẹ. Đây là nguyên nhân lớn nhất nhá. Nguyên nhân về phía mẹ. Người mẹ chính là người nuôi dưỡng đứa bé, đúng nhỉ? Qua cái gì? Qua gì? Qua cái sau thai. Sau thai là cái vị trí trung chuyển giữa người mẹ và đứa con, đúng nhỉ? Người mẹ đưa máu đến sau thai để nuôi dưỡng đứa con bằng cái gì? Bằng cái gì? Không, người mẹ cơ mà. Đưa máu đến bằng gì? Bằng động mạch gì? Động mạch tử cung, đúng không? Người tử cung đưa máu vào tử cung. Rồi đưa máu đến cái gì? Cổ huyệt, đúng không? Như vậy thì trong mọi trường hợp mà động mạch tử cung hay là các nhánh của động mạch tử cung bị làm sao? Bị làm sao? Bị cản trở, đúng không? Bị nghe tắc, nghe ghê quá. Bị cản trở thì sẽ dẫn đến giảm lượng máu từ mẹ đến con. Đó là cái trường hợp nào? Đó là cơ cổ cũng bóp vào cái như sao? Nó bóp nghẹt cái động mạch tử cung lại, các nhánh động mạch tử cung lại, đúng không? Thứ hai là chảy máu giảm huyết áp cho hoàn mẹ, đúng không? Ví dụ do tiền đạo chẳng hạn, như chảy máu nhiều quá, bản thân mẹ cũng đi giảm huyết áp hoàn, tất nhiên là cung cấp cho con sẽ bị giảm, đúng không? Thứ ba, hiện tượng này rất hay gặp đấy, đó là tử cung chèn ép tĩnh mạch chủ dưới gây giảm máu về tim. Tử cung chèn ép động mạch chủ dưới, tĩnh mạch chủ dưới xin lỗi, gây giảm máu về tim trong trường hợp nào? Trong trường hợp thai to mà thì mẹ sao? Nằm ngửa, đúng rồi, đúng nhờ người mẹ. Vì thế người ta khuyên rằng trong quý ba thì người mẹ không nên nằm ngửa, mà nên gì? Nghiêng sang bên trái để gì? Để tử cung không chèn vào tĩnh mạch chủ dưới, đúng không? Nếu chèn vào tĩnh mạch chủ dưới thì máu về tim sẽ giảm đi, máu về tim giảm đi thì máu bơm vào lại tuần hoàn qua động mạch chủ đến các cơ quan cũng sẽ giảm đi, đúng không? Những trường hợp ít gặp hơn đó là thiếu máu, suy nhược, thiếu oxy mãn tính ở mẹ. Những trường hợp nào người mẹ bị thiếu oxy mãn tính? Suy tim, đúng không? Là cái bệnh hay gặp nhất cái thiếu oxy mãn tính ở người mẹ nhá. Ở người mẹ mà bị COPD bị phổi tắc nghẽn ít lắm, đúng không? Nhưng suy tim là bệnh hay gặp nhất ở người mẹ. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân do thai. Thai to ra dễ bị suy thai vì sao? Vì sao? Vì cơ thể cái thai nó chưa trưởng thành, khả năng sử dụng oxy của nó làm sao? Phân hóa và sử dụng, chuyển hóa, sử dụng oxy và thích nghi với sự oxy của nó kém hơn so với những thai đủ tháng. Thứ hai là thai già tháng. Thai già thì sao? Thai già tháng. Thai già thì bánh rau lúc này thực ra thì không phải nguyên nhân do thai, nhưng mà nó lại thể hiện ra thai, nên người ta nói thai. Thai già tháng là gì? Bánh rau lúc này làm sao? Thoái triển rồi, không thực hiện tốt được vai trò trao đổi oxy nữa,
hai chợ phát triển trong tử cung, cái này rất dễ hiểu đúng không nhỉ? Bản thân đã thiếu oxy rồi thì sao? Bản thân đã yếu rồi thì đúng không, cái nữa là gì? Là năng lượng hơn đúng không? À. Rồi thai sinh ra, thai bị thiếu máu, thai bị thiếu khuẩn vân vân, tức là những cái thai cần giật thì rất dễ thiếu oxy cho bản thân cơ thể nó có bệnh. Nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân do phần phụ. Phần phụ ở đây chủ yếu là bánh rau. Rau tiền đạo, rau ngon, rau ngon thì dễ hiểu rồi, rau ngon cho nên cắt đứt tuần hoàn của cụm rau, đúng không? Còn rau tiền đạo cũng gây suy thai trong một số ít trường hợp. Khi nào? Khi nào? Máu còn thấp thì sao? Trong rau tiền đạo, chủ yếu suy thai trong rau tiền đạo, không thường gặp không? Không. Vì sao? Vì sao? Vì sao không có thể làm sao nó có bóng nhiều không? Chảy bóng nhiều thế nhưng nó bóng nhiều không? Cái số lượng túi rau trong bóng ra có nhiều không? Ít lắm. Đúng nhỉ? Rau tiền đạo gây suy thai trong một số ít trường hợp khi người mẹ bị chảy máu quá nhiều. Tôi đã nói rồi, ảnh hưởng đến khối lượng tuần hoàn. Như vậy nguyên nhân do rau nhưng thực chất chính là nguyên nhân gì? Là nguyên nhân do mẹ, nguyên nhân do giảm tuần hoàn của đống rau. Đúng không? Về phía dây rau là xa dây rau thì thân nút cái này dễ rồi, đúng không? Dây rau là đóng vai trò cầu nối vận chuyển từ bánh rau đến đứa con. Nếu dây rau thì chèn ép dây rau thì thân nút thì chắc chắn rằng mẹ đưa máu lên bao nhiêu thì đưa đưa về con cũng chẳng có, đúng nhỉ? Vỡ mạch máu bám vàng đây là một cái trường hợp hiếm gặp, nhưng nếu gặp phải thì cực nguy hiểm, giống như là sang dây rau vậy, nguy hiểm hơn. Đó là gì? Ở thông thường chúng ta thấy rằng cái mạch máu, cái dây rốn nó bám ở giữa bánh rau ở cái mặt gì? Nội ngoại chẳng mạng. Nội ngoại chẳng mạng. Nội chẳng mạng. Đúng không? Sau đó bắt đầu chia nhánh như sang dần dần. Đúng không nhỉ? Thế trong cái trường hợp này mình nói mạch máu bám là gì? Là dây rau nó bám ở mép bánh rau. Sau đó nó chia mạch máu đi ra thì khi mạch máu đi ra nó sẽ đi ngay vào màng rau. Đúng không nhỉ? Đi ngay vào cái mặt nội giật mạc, mặt nội giật mạc ở chỗ không bánh rau ấy, đúng không? Thế thì khi mà chuyển ra cái màng gối đó, nó vỡ một cái. Vỡ vào cái gì? Vỡ mạch máu, máu chảy ra ngoài. Máu ở đây máu của ai? Máu của con. Mà đứa bé sao? Chỉ một tí máu thôi, đúng không? Mất máu thì sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thế là nó sẽ bị thiếu máu, bị thiếu oxy do giảm khối lượng tuần hoàn. Đây là một trường hợp hiếm gặp. Nhưng nếu xảy ra thì rất là nghiêm trọng, đúng không? Mẹ không sao hết, nhưng con thì cực kỳ nguy hiểm. Sa di nó còn nguy hiểm hơn là sa di rau, bởi vì sa di rau nếu chúng ta lấy đứa bé trong kịp thời thì vẫn còn cơ hội sống còn tốt hơn. Nhưng đứa bé này cho dù lấy trong kịp thời thì nó vẫn bị mất máu rất nhiều, nhá, và hồi sức phục hồi thì đứa bé rất là khó khăn. Và rồi một số trường hợp khác đối với nó, đối với số đau ôi trời ơi, chúng ta đã học trong cái bài lúc nãy rồi. Để khó rồi, nó sẽ gây ra gì? Nó sẽ gây ra gì? Đối với nó, với số nó đổ gây ra cái gì? Cái rối loạn nó lo từ cung, đúng nhỉ? Và gây suy thai. Một vài những nguyên nhân trong chuyển dạ. Nguyên nhân này chẳng rõ ràng gì, chẳng thuộc mẹ, chẳng thuộc con, chẳng thuộc cái gì hết, mà là một cái sự tổng hợp giữa các nguyên nhân với nhau. Nhưng lại hay gặp trong chuyển dạ, vì thế nó xếp vào là nguyên nhân chuyển dạ, đó là chuyển dạ kéo dài. Chuyển dạ kéo dài dẫn đến hiện tượng gì? Giảm tuần hoàn tử cung rau do quá nhiều cơn co tử cung, đúng không? Chuyển dạ kéo dài dẫn đến phù nề của tử cung nhiễm một đối, đúng không? Đấy. Rồi để khó lắm cơ giới dẫn đến tăng cơn co tử cung với giảm tuần hoàn tử cung rau, vân vân, đúng không? Đây là nhóm nguyên nhân hay gặp trong chuyển dạ nhé. Dùng thuốc khống chế chúng ta quá, đây cũng là một nhóm nguyên nhân mà thỉnh thoảng chúng ta gặp. Thỉnh thoảng chúng ta gặp đó là gì? Các bạn đi lâm sàng thì thấy rằng người ta dùng các cái thuốc ngày xưa rất hay dùng, thuộc nhóm dẫn xuất của nước viên, ví dụ như là Dolacan, ví dụ Dolozan, hoặc các cái thuốc của nhóm diazepam như là suzuren, với cái mục tiêu là làm mềm cùng quả thật. Các thuốc này có khả năng được đúng thật nhá, nhưng nó vào máu mẹ và nó sang máu con, gây tự chế chúng ta máu của thai nhi, tự chế chúng ta máu của thai nhi, và
và làm cho đứa bé này bị ngạt, do nguyên nhân thì gọi là làm thụ tinh. Bước chiến đúng không? Chẩn đoán sinh thai, chẩn đoán sinh thai thường rất dễ, thường rất dễ. Chúng ta thấy trường hợp sinh thai ở trên, chúng ta thấy sẽ chuyển qua những giai đoạn như sau của sinh thai. Thứ nhất là tiến bộ của sinh thai ở dạng nhanh. Đầu tiên là trên 160 lần phút. Sau đó khi mà tim thai, cơ tim cũng thiếu oxy rồi thì chúng ta sẽ chậm đi dưới 120 lần phút, đúng không? Nếu nặng hơn nữa, cơ tim quá mệt mỏi rồi thì tim thai rời sạc không đẹp. Dấu hiệu thứ hai cũng là hậu quả của hiện tượng tăng co bóp ruột và mở cơ thắt mỏng bột, đó là thay đổi nước ối, từ ối xanh phân xù, đúng không? Nếu với dấu hiệu này chúng ta nghĩ đến rằng thai nhi có thể là suy phú oxy, nhưng trong 20% các trường hợp cái ối xanh phân xù là không sinh thai, cho nên dấu hiệu này cái độ đặc hiệu của nó không phải là cao. Rồi thay đổi cử động thai, đây cũng là một cái dấu hiệu mà không có tính đặc hiệu cao. Và tuy nhiên người ta thấy rằng thế này, khi suy thai thì thai thường giảm mạnh hay là nhẹ? Mạnh nhẹ nhẹ. Đúng rồi, nó giống tim đấy, đầu tiên là mạnh hay nhẹ. Tại sao đầu tiên lại là mạnh? Nó thiếu oxy, thế là phản xạ của cơ thể đứa bé tìm cách thoát ra khỏi môi trường thiếu oxy. Nhưng làm sao thoát được? Đúng không nhỉ? À, nếu một lúc nào đó thì nó mệt mỏi quá sao? Nó sẽ đạp im. Chẩn đoán sinh thai quan trọng nhất và có giá trị nhất của chúng ta trên lâm sàng là dựa vào monitoring sản khoa. Chúng ta sẽ đánh giá nhịp nhanh, nhịp chậm, nhịp 1, nhịp 2 và độ dao động. pH máu da đầu là biện pháp sử dụng rất chính xác, tuy nhiên thì nó gây sang chấn cho thai nhi của chúng ta xâm nhập và khó khăn phiền hà để bệnh người ta ít sử dụng. Nếu dưới 7,25 đánh giá là suy thai, soi ối thực ra cũng có một cách để chúng ta quan sát nước ối mà thôi, nhưng ối chưa rõ là nhìn đường soi ối vào, nhìn đường ối xanh. Như vậy monitor trải qua để chẩn đoán suy thai, chúng ta sẽ phân tích cái gì? Thứ nhất là nhịp nhanh. Nhịp nhanh là gì? Nhịp nhanh là nhịp tim thai tăng trên 160, gọi là nhanh. Nhịp nhanh có một khái niệm trong monitoring mà các bạn lâm sàng chắc có thể nói rồi, đó là đường nhịp tim thai các bạn, đúng không? Nhịp thai các bạn là gì? Nhịp tim thai các bạn là gì? À đúng rồi, đúng. Trung bình của nhịp tim thai trong toàn bộ thời gian chúng ta đo được, giá trị trung bình, nếu vẽ trên một đường thẳng thì đấy là đường nhịp tim thai các bạn, đúng không nhỉ? Thế nhịp tim thai nhanh, chúng ta thường thấy trên 160 là nhịp thai nhanh, nhưng mà nó vọt lên 161, 162, thậm chí 170 nữa, nó xuống ngay trở lại nhịp tim thai các bạn thì cũng không phải là nhịp tim thai nhanh. Nhịp tim thai nhanh là nhịp tim thai trên nhịp tim thai cơ bản bao nhiêu nhịp? Chạy vào đường nhỉ? Nó nhanh lên bao nhiêu? Tối thiểu là phải 10 nhịp, và có những tác giả nói là 20 nhịp, tôi xin lỗi. Tối thiểu là phải trên nhịp tim thai các bạn 10 nhịp, chứ trên 3 nhịp thì không phải. Tim thai các bạn cũng là 155 đến 161 chẳng hạn thì không phải là nhịp thai nhanh, đúng không nhỉ? Ví dụ như vậy, phải trên ít nhất 10 nhịp, và nhiều người còn nói là tăng trên 20 nhịp. Thứ hai là tăng lên một cái xong xuống ngay thì cũng không ai gọi là nhịp thai nhanh, và nó phải có một khoảng thời gian thì nó phải nhất định. Còn thời gian có dài đến bao nhiêu lâu? Có lâu dài thì nói chưa? Ít nhất phải kéo dài trong vòng 1 phút. Thậm chí có những người còn cho rằng phải kéo dài trong 10 phút thôi. 10 phút tìm thời gian nhanh thì mới gọi là nhịp thai cơ bản nhanh. Nhịp chậm cũng vậy, cũng phải chậm hơn nhịp cơ bản 10 nhịp và kéo dài trong 1 phút thì gọi là nhịp chậm. Lúc ấy chúng ta mới chẩn đoán là chúng ta như monitoring. Chứ nếu như chúng ta thì thấy nó ngọt lên một chút, kéo dài được khoảng 20 giây xong lại xuống thì không phải là suy thai. Một biện pháp có giá trị hơn chỉ phân tích nhịp nhanh nhịp chậm đơn thuần, đó là phân tích sự tương quan giữa tăng giảm nhịp tim thai với cơ
cơn co tử cung hay còn gọi là tim, đúng không? Tim là gì? Tim là phân tích thời điểm nhịp tim gai xuống thấp nhất với thời điểm cơn co tử cung cực đại. Vì chúng ta biết rằng áp lực cơn co tử cung càng tăng lên thì tuần hoàn do thai càng giảm xuống và thai nhi càng thiếu oxy, cũng nghĩa là tim gai càng chậm, có đúng không? Tim một là gì? Tim một là gì? Chậm sớm. Trên này biểu hiện thế nào? Đây tim một này. Đỉnh của nhịp tim thai xuống thấp nhất, đáy của đường biểu diễn tim thai trùng với đỉnh của cơn co tử cung, đúng không? Từ đấy có nghĩa là khi cơn co tử cung tăng dần lên thì thai thiếu oxy dần, nhịp tim thai giảm dần dần dần, và khi cơn co tử cung giảm dần đi thì nhịp tim thai lại tăng lên tăng lên tăng lên tăng lên. Điều này chứng tỏ rằng tim thai nhi phản ứng như thế nào với cơn co tử cung? Phản ứng tương đồng, tức là phản ứng nhanh như chậm, nhanh và như thế này là chưa suy thải, đúng không? Như là tim thai phản ứng rất nhanh với sự thiếu oxy bây giờ và chưa suy thải. Đây là tim một, các bạn hiểu không nhỉ? Tim một này trong sách người ta giải thích là cơ chế là do đầu thai nhi bị chèn ép của đường sinh dục người mẹ tích chân thứ 10 vân vân. Đấy, nhưng bản chất của nó là như thế, bản chất của nó là gì vừa nói với các bạn. À, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng có tim một. Trong một số trường hợp thì có xuất hiện nhịp tim thai chậm muộn hay gọi là tim hai. Nhịp tim thai chậm muộn hay gọi là tim hai là gì? Tim hai là gì? Tim hai là giữa đỉnh thời điểm các con tử cung chậm xuống nhá, và đỉnh của cơn co tử cung chênh nhau chứ không trùng nhau, đúng không? Cái gì đi sau, cái gì đi trước? Cơn co trước và nhịp tim này đi sau. Điều đó nói lên sự phản ứng như thế nào của cơn co của thai nhi với thiếu oxy. Phản ứng chậm, đúng không? Phản ứng chậm như vậy có nghĩa là thai mệt rồi, thiếu oxy rồi, đúng không? Khoảng cách này người ta quy định rằng sự chênh lệch về mặt thời gian giữa đỉnh cơn co tử cung và đáy của đường biểu diễn tim thai là bao nhiêu giây? Nếu chỉ 1 giây, 2 giây, 3 giây thì có phải không? Là 20 giây nhá. Nếu khoảng cách này dưới 20 giây thì vẫn gọi là chậm sớm hay là tim 1, khoảng cách này trên 20 giây thì vẫn gọi là tim 2 hay chậm muộn. Các bạn hiểu không nào? Tim đây, thấy không? Đỉnh cơn co nhịp tim thai chênh nhau. Đây là cái rất rõ. Tim biến đổi dạng thứ ba là tim biến đổi. Tim biến đổi là gì? Tim biến đổi là lúc tung, lúc thì tim một, lúc thì tim hai. Người ta không xác định được đây chính thức nó sẽ diễn ra cái câu chuyện gì. Người ta nói rằng tim biến đổi trong sách nói rằng là thường hay gặp trong trường hợp nào? Trong trường hợp nào? Trong trường hợp chèn ép của dây sau, đúng không? Khi dây sau bị chèn ép thì nó thiếu oxy, nó là tim hai. Khi dây sau thì nhả ra, không bị chèn ép nữa thì hai nó không thiếu oxy nữa và là tim một, đúng nhỉ? Ngoài ra thì người ta còn nói là tim biến đổi không đồng dạng, tim biến đổi đồng dạng. Đấy. Đây là biến đổi điển hình hay gọi là biến đổi động từ đường dạng, biểu hiện ở chỗ này. Tức là trước khi nhịp tim thai chậm xuống thì nó có một đoạn tăng lên một tí. Ở đáy của nhịp của cái đít, tức là lúc tim thai giảm xuống nó độ dao động, nó bình thường tí ra nó bị độ dao động. Và khi nhịp tim tăng lên một chút thì nó tăng vọt lên trên đường cơ bản bình thường. Đây là tim biến đổi điển hình và không chuyên thai nhé. Còn cái loại biến đổi không điển hình, không điển hình đây, nó không có đường tăng, hiểu không? Xuống cái nó xuống luôn nhá, nó kéo dài và sâu, đúng không ạ? Giống như khi đó lên đây thì làm sao không tăng lên nhiều so với đỉnh tọa thì người ta cũng xếp vào trường hợp suy thai. Tuy nhiên cái này thôi các bạn cần biết thì đây đi vào những cái phân tích phức tạp rồi nhá. Cần phải biết là tim một là không suy thai, tim hai là suy thai và tim ba là tim ba những cái nổi là gì? Biểu hiện của chèn ép dây sau nhá. Bài này đúng rồi, cho các bạn lấy một cái dần nhá. Trong cái chương trình sau đó chúng tôi sẽ giải cái này.
để đánh giá về thiên tai, đó là dao động của nhịp thiên tai. Thứ nhất là nhịp thiên tai, thứ hai là tương ứng với các con tử cung có đích, và thứ ba là con thiên tai. Có mấy loại dao động? Mấy loại? Mấy độ? Xin lỗi. Độ mấy nào? 0.23, đúng rồi. Độ mấy là sinh thai? Độ mấy là sinh thai? Độ không là suy thai. Nhớ. Độ không là suy thai, độ không nghĩa là dao động dưới 5 nhịp. Được không? Tuy nhiên độ không phải loại trừ trường hợp này, đó là thai nhịp sao? Ngủ. Để loại trừ ngủ người ta làm gì? Người ta khám và người ta lắc lắc cái đầu bên ngoài. Lắc đến thức dậy. Nếu mãi đánh thức mãi mà không dậy thì là gì? Xong chết rồi, đúng không? Đánh thức mạnh dậy, không phải mạnh đánh thức thì phải dậy chứ, đúng không? Đó. Thế là độ 1 có phải suy thai không? Độ 1 thường không phải suy thai, nhưng độ 1 cũng có giá trị để chẩn đoán suy thai trong những trường hợp thai quá ngày sinh nhá. Trong các trường hợp thai chậm phát triển mạng tính của cung thì ra độ 1 không phải giả là suy thai. Độ 2 là bình thường, đúng không? Độ 3 là gọi là nhịp nhảy, nhịp trên 25 nhịp là khi nào? Là khi thai nhi được cử động nhá. Khi thai nhi cử động thì liên quan đến một cái test mà chúng ta thường làm, là test gì đấy? Test không gạt kính, không sai test, khi nào con sàng chúng ta hướng dẫn nhá. Như vậy chúng ta có các công cụ như thế này trong một test protein chẩn qua để đánh giá sinh thai và chẩn đoán sinh thai. Thái độ xử trí quan trọng nhất là tìm điều trị theo nguyên nhân. Nếu truyền cơ co tử cung mạnh quá là nó suy thai thì ta phải trả pin, đúng nhỉ? Tuy nhiên trong đa số các trường hợp nguyên nhân làm sao? Trái pin cái gì cả? Thì phải làm gì? Phải giải phóng thai nhi khỏi môi trường thiếu oxy. Nhớ, ở trong bụng chỉ người mẹ là người duy nhất không oxy, nó không có cách nào khác cả. Cho nó ra ngoài để làm sao? Để bác sĩ cung cấp oxy cho nó, đúng không? Bằng cách gì? Mổ lấy thai, hoặc nếu đủ điều kiện thì lấy thai ra hoặc phóng xét, đúng không? Khi nào đủ điều kiện lấy thai phóng xét? Điều kiện phóng xét là gì? Môi thai lọt thấp, ổ tử cung mở. Mở gì? Mở hết, đúng không? Thì phóng xét nhá. Điều trị nội khoa, các bạn có thấy người ta điều trị nội khoa hay gọi là hồi sức thai? Tìm cho một đẹp thấy không? Tìm có đúng không? Hồi sức thai là gì? Là người ta thường cho thở oxy, thường cho làm nhiễm trái và thường cho truyền dịch để làm gì? Thứ nhất là thở oxy để cung cấp thêm oxy cho bà mẹ, mà hy vọng oxy đó sẽ vào sao? Vào con. Và những phương pháp này chỉ có giá trị trong trường hợp gì? Trong trường hợp người mẹ thiếu oxy vẫn tích, nhưng sinh đi, đúng không? Thì thở oxy có giá trị. Còn như chúng ta, các bà mẹ của chúng ta thì đã có thiếu oxy không? Tốt hơn thì bình thường chứ, đúng không? Thở oxy chẳng có tác dụng gì hết nhá. Chỉ có tác dụng trong trường hợp người mẹ thiếu oxy thôi. Thứ hai, chuyên dịch. Dịch gì? Tiêu chảy không biết không? Quỳ hết rồi. Người ta thường truyền dịch gluco 20% với hy vọng là cung cấp thêm đường vào trong cơ thể người mẹ, chuyển hóa lại năng lượng, chuyển năng lượng cung cấp cho con. Nhưng cũng không ý nghĩa gì cả, bởi đứa bé nó cần oxy chứ nó cần quá nhiều gluco, đúng không? Đấy là những hồi sức xưa cổ điển, và đến bây giờ thì qua người ta vẫn áp dụng. Thứ ba là nghiêm trái. Nghiêm trái có tác dụng gì không? Điều gì?
Bên trái để giải phóng cái tĩnh mạch chủ dưới ra để máu về gì? Về tiếp nhiều hơn và đưa lên các bạn được cho nhiều hơn. Có tác dụng không? Có một tí tác dụng, đúng không? Như vậy chúng ta mà thấy công tác hồi sức thai và điều trị qua thì hiệu quả rất là hạn chế. Chủ yếu là chúng ta cho đứa bé nằm nghiêng, người mẹ nằm nghiêng sang trái, tìm nguyên nhân và quan trọng là lấy thai ra khỏi môi trường oxy. Nhá, đấy là xử trí của suy thai. Suy thai chẩn đoán dễ không? Dễ không? Chẩn đoán rất dễ. Chẩn đoán nguyên nhân dễ không? Khó. Xử trí dễ không? Xử trí dễ không? Dễ. Điều quan trọng nhất trong suy thai đó là gì? Đó là phát hiện kịp thời và xử trí kịp thời. Nhá, đừng để làm sao nó diễn biến nặng thì đứa bé mai sau cũng theo hồi sức sơ sinh ở đây sẽ rất là mất công, đúng không? Như vậy quan trọng nhất của chúng ta trong việc này là phát hiện sớm và xử trí kịp thời, chứ không phải là tìm hiểu xem nguyên nhân nó là cái gì, đúng không?